cũng biết các đức phật đó dùng đủ thứ sự hiểu biết tịnh trị các nguyện cũng biết các đức phật đó dùng nguyện thanh tịnh thành tựu các lực cũng thấy các đức phật đó tùy tâm chúng sinh hiện ra sắc tướng cũng thấy lưới đại quang minh của các đức phật đó đủ thứ các màu sắc thanh tịnh viên mãn cũng biết các đức phật đó trí huệ đại quang minh lực vô ngại lại nữa con mắt thấy thân ở chỗ các đức phật trải qua một ngày đêm hoặc bảy ngày đêm nửa tháng một tháng một năm mười năm trăm năm ngàn năm hoặc trải qua ước năm hoặc a du đa ước năm hoặc na do tha ước năm hoặc trải qua nửa kiếp hoặc trải qua một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp hoặc trăm ngàn kiếp cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Bấy giờ thiện tài đồng tử vì được trí quang minh giải thoát Bồ Tát vô thắng tràng chiếu đến, nên đắc được tam muội quang minh tịnh lô giá na tạng. Vì được tam muội quang minh vô tận trí giải thoát chiếu đến, nên đắc được đà la ni quang minh phổ nhiếp các phương. Vì được đà la ni quang minh kim cang luân chiếu đến, nên đắc được tam muội quang minh cực thanh tịnh trí hoại tâm vì được bát nhã ba la mật quang minh phổ môn trang nghiêm tạng chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh phật hư không tạng luân vì được tam muội quang minh nhất thiết phật pháp luân chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh ba đời vô tận trí bấy giờ vị tiên nhân đó buông tay thiện tài thiện tài đồng tử liền thấy thân mình vẫn ở chỗ cũ bấy giờ vị tiên nhân đó bảo thiện tài rằng thiện nam tử ngươi có ghi nhớ chăng thiện tài nói dạ nhớ đó là nhờ sức của đức thánh thiện tri thức tiên nhân nói thiện nam tử ta chỉ biết giải thoát bồ tát vô thắng tràng này như các đại bồ tát thành tựu tất cả tam muội thù thắng tất cả mọi thời đều được tự tại trong khoảng một niệm sinh ra vô lượng trí huệ của chư phật dùng đèn trí huệ của phật để trang nghiêm chiếu khắp thế

phân thân đi đến cõi nước mười phương, trí thân vào khắp tất cả pháp giới, tùy tâm chúng sinh khắp hiện ra ở trước họ, quan sát căn hạnh của họ mà làm lợi ích, phóng quang minh thanh tịnh rất đáng ưa thích, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó, nguyện thù thắng đó, cõi trang nghiêm đó, cảnh giới trí huệ đó, sở hành ta muội đó, thần thông biến hóa đó, giải thoát du hí đó, thân tướng khác biệt đó âm thanh thanh tịnh đó, trí huệ quang minh đó. Thiện Nam Tử, ở hướng Nam này có một thôn xóm tên là isana Na, có vị bà La Môn tên là Thắng Nhiệt. Người đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo? Bấy giờ, thiện tài đồng tử hoan hỉ, vui mừng, đảnh lễ vị tiên nhân, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ đi về hướng Nam.